10 lợi ích hàng đầu của việc tập thể dục thường xuyên. Tập thể dục là bất kỳ sự chuyển động nào khiến cơ bắp hoạt động và yêu cầu cơ thể đốt cháy calo. Có nhiều loại hoạt động thể chất như bơi lội, chạy bộ, đi bộ và khiêu vũ. Vận động đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe cả về thể chất và tinh thần. Nó thậm chí có thể giúp bạn sống lâu hơn. Dưới đây là 10 cách hàng đầu mà tập thể dục thường xuyên có lợi cho cơ thể và não bộ của bạn. 1. Khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Tập thể dục đã được chứng minh là cải thiện tâm trạng của bạn và giảm cảm giác trầm cảm, lo lắng và căng thẳng. Nó tạo ra những thay đổi trong các bộ phận của não, điều chỉnh căng thẳng và lo lắng. Nó cũng có thể làm tăng độ nhạy cảm của não đối với các hormone serotonin và norepinephrine, giúp giảm cảm giác trầm cảm. Ngoài ra, tập thể dục có thể làm tăng sản xuất endorphin, được biết là giúp tạo ra cảm giác tích cực và giảm cảm giác đau. Hơn nữa, tập thể dục đã được chứng minh là làm giảm các triệu chứng ở những người bị lo lắng. Nó cũng có thể giúp họ nhận thức rõ hơn về trạng thái tinh thần của họ và tập cách phân tâm khỏi nỗi sợ hãi của họ. Điều thú vị là không quan trọng việc tập luyện của bạn có cường độ cao như thế nào, tâm trạng của bạn được nhiều lợi ích từ việc tập thể dục bất kể cường độ hoạt động thể chất là gì. Trên thực tế, một nghiên cứu ở 24 phụ nữ được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm cho thấy rằng tập thể dục ở bất kỳ cường độ nào đều làm giảm đáng kể cảm giác trầm cảm. Tác động của tập thể dục đối với tâm trạng mạnh mẽ đến mức việc lựa chọn tập thể dục hoặc không thậm chí tạo ra sự khác biệt trong thời gian ngắn. Một nghiên cứu đã yêu cầu 26 người đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh thường tập thể dục thường xuyên tiếp tục tập thể dục hoặc ngừng tập thể dục trong 2 tuần. Những người ngừng tập thể dục có tâm trạng tiêu cực tăng lên. Tập thể dục thường xuyên có thể cải thiện tâm trạng của bạn và giảm cảm giác lo lắng và trầm cảm. 2. Nó có thể giúp giảm cân. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng không hoạt động là một yếu tố chính dẫn đến tăng cân và béo phì. Để hiểu tác dụng của tập thể dục đối với việc giảm cân, điều quan trọng là phải hiểu mối quan hệ giữa tập thể dục và tiêu hao năng lượng. Cơ thể bạn sử dụng năng lượng theo 3 cách: tiêu hóa thức ăn, tập thể dục và duy trì các chức năng của cơ thể như nhịp tim và nhịp thở. Trong khi ăn kiêng, lượng calo giảm đi sẽ làm giảm tỷ lệ trao đổi chất. Điều này sẽ làm chậm quá trình giảm cân. Ngược lại, tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn, từ đó đốt cháy nhiều calo hơn và giúp bạn giảm cân. Ngoài ra, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc kết hợp tập thể dục nhịp điệu với tập luyện sức bền có thể tối đa hóa việc giảm mỡ và duy trì khối lượng cơ. Điều cần thiết để giảm cân, tập thể dục là rất quan trọng để hỗ trợ quá trình trao đổi chất nhanh và đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày. Nó cũng giúp bạn duy trì khối lượng cơ và giảm cân. 3. Nó tốt cho cơ và xương của bạn. Tập thể dục đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì cơ bắp và xương chắc khỏe. Hoạt động thể chất như nâng tạ có thể kích thích xây dựng cơ bắp khi kết hợp với lượng protein đầy đủ. Điều này là do tập thể dục giúp giải phóng các hormone thúc đẩy khả năng hấp thụ axit amin của cơ bắp. Điều này giúp chúng phát triển và giảm sự cố khi con người già đi. Họ có xu hướng giảm khối lượng và chức năng cơ, có thể dẫn đến chấn thương và tàn tật. Thực hành hoạt động thể chất thường xuyên là điều cần thiết để giảm mất cơ và duy trì sức mạnh khi bạn già đi. Ngoài ra, tập thể dục giúp xây dựng mật độ xương khi bạn còn trẻ. Ngoài việc giúp ngăn ngừa loãng xương sau này, điều thú vị là tập thể dục có tác động mạnh, chẳng hạn như thể dục dụng cụ hoặc chạy, hoặc các môn thể thao có tác động kỳ lạ, chẳng hạn như bóng đá và bóng rổ, đã được chứng minh là thúc đẩy mật độ xương cao hơn so với các môn thể thao không tác động như bơi lội và đi xe đạp. Hoạt động thể chất giúp bạn xây dựng cơ bắp và xương chắc khỏe. Nó cũng có thể giúp ngăn ngừa loãng xương. 4. Nó có thể tăng mức năng lượng của bạn. Tập thể dục có thể là một phương pháp tăng cường năng lượng thực sự cho những người khỏe mạnh cũng như những người mắc các bệnh lý khác nhau. Một nghiên cứu cho thấy 6 tuần tập thể dục thường xuyên làm giảm cảm giác mệt mỏi cho 36 người khỏe mạnh đã báo cáo tình trạng mệt mỏi dai dẳng. Hơn nữa, tập thể dục có thể làm tăng đáng kể mức năng lượng cho những người bị hội chứng mệt mỏi mãn tính và các bệnh nghiêm trọng khác. Trên thực tế, tập thể dục có vẻ hiệu quả hơn trong việc chống lại hội chứng mệt mỏi mãn tính so với các phương pháp điều trị khác, bao gồm cả các liệu pháp thụ động như thư giãn và kéo căng hoặc không điều trị gì cả. Ngoài ra, tập thể dục đã được chứng minh là làm tăng mức năng lượng ở những người mắc các bệnh tiến triển, chẳng hạn như ung thư, HIV/AIDS và bệnh đa xơ cứng. Tham gia vào hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm tăng mức năng lượng của bạn. Điều này đúng ngay cả ở những người bị mệt mỏi dai dẳng và những người mắc bệnh hiểm nghèo. 5. Nó có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. Thiếu hoạt động thể chất thường xuyên là nguyên nhân chính của bệnh mãn tính. Tập thể dục thường xuyên đã được chứng minh là cải thiện độ nhảy insulin,
sức khỏe tim mạch và thành phần cơ thể, nhưng làm giảm huyết áp và lượng mỡ trong máu. Ngược lại, thiếu tập thể dục thường xuyên, ngay cả trong thời gian ngắn có thể dẫn đến tăng đáng kể mỡ bụng, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim và tử vong sớm. Vì vậy, hoạt động thể chất hàng ngày được khuyến khích để giảm mỡ bụng và giảm nguy cơ phát triển các bệnh này. Hoạt động thể chất hàng ngày là điều cần thiết để duy trì cân nặng hợp lý và giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính. 6. Nó có thể giúp da khỏe mạnh. Da của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi lượng oxy hóa căng thẳng trong cơ thể. Stress oxy hóa xảy ra khi hệ thống phòng thủ chống oxy hóa của cơ thể không thể sửa chữa hoàn toàn những thiệt hại mà các gốc tự do gây ra cho tế bào. Điều này có thể làm hỏng cấu trúc bên trong của chúng và làm da bạn xấu đi. Mặc dù hoạt động thể chất cường độ cao và mệt mỏi có thể góp phần gây ra tổn thương oxy hóa, nhưng tập thể dục vừa phải thường xuyên có thể làm tăng sản xuất chất chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể, giúp bảo vệ tế bào. Đồng thời, tập thể dục có thể kích thích lưu lượng máu và tạo ra sự thích nghi của tế bào da, có thể giúp trì hoãn sự xuất hiện của lão hóa da. Tập thể dục vừa phải có thể bảo vệ chống oxy hóa và thúc đẩy lưu lượng máu, có thể bảo vệ làn da của bạn và trì hoãn các dấu hiệu lão hóa. 7. Nó có thể giúp sức khỏe não bộ và trí nhớ của bạn. Tập thể dục có thể cải thiện chức năng não và bảo vệ trí nhớ và kỹ năng tư duy. Đầu tiên, nó làm tăng nhịp tim của bạn, thúc đẩy lưu lượng máu và oxy đến não của bạn. Nó cũng có thể kích thích sản xuất các hormone, có thể tăng cường sự phát triển của các tế bào não. Hơn nữa, khả năng tập thể dục để ngăn ngừa bệnh mãn tính có thể chuyển thành lợi ích cho não của bạn vì chức năng của nó có thể bị ảnh hưởng bởi những bệnh này. Hoạt động thể chất thường xuyên đặc biệt quan trọng ở người lớn tuổi vì quá trình lão hóa kết hợp với căng thẳng oxy hóa và viêm thúc đẩy những thay đổi trong cấu trúc và chức năng của não. Tập thể dục đã được chứng minh là làm cho vùng hải mã, một phần của não quan trọng cho trí nhớ và học tập, phát triển về kích thước. Điều này giúp tăng cường chức năng tâm thần ở người lớn tuổi. Cuối cùng, tập thể dục đã được chứng minh là làm giảm những thay đổi trong não có thể gây ra bệnh Alzheimer và tâm thần phân liệt. Tập thể dục thường xuyên giúp cải thiện lưu lượng máu lên não và giúp não khỏe mạnh và trí nhớ. Đối với những người lớn tuổi, nó có thể giúp bảo vệ chức năng tâm thần. 8. Nó có thể giúp thư giãn và chất lượng giấc ngủ. Tập thể dục thường xuyên có thể giúp bạn thư giãn và ngủ ngon hơn. Liên quan đến chất lượng giấc ngủ, sự suy giảm năng lượng xảy ra trong quá trình tập thể dục sẽ kích thích các quá trình hồi phục trong khi ngủ. Hơn nữa, sự gia tăng nhiệt độ cơ thể xảy ra trong khi tập thể dục được cho là cải thiện chất lượng giấc ngủ bằng cách giúp nó giảm xuống trong khi ngủ. Nhiều nghiên cứu về tác động của tập thể dục đối với giấc ngủ cũng đưa ra kết luận tương tự. Một nghiên cứu cho thấy 150 phút hoạt động từ mức độ vừa phải đến mạnh mỗi tuần có thể cải thiện đến 65% chất lượng giấc ngủ. Một người khác cho thấy 16 tuần hoạt động thể chất làm tăng chất lượng giấc ngủ và giúp 17 người bị mất ngủ, ngủ lâu và sâu hơn so với nhóm đối chứng. Nó cũng giúp họ cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong ngày. Hơn nữa, tập thể dục thường xuyên dường như có lợi cho người cao tuổi, những người có xu hướng bị ảnh hưởng bởi rối loạn giấc ngủ. Bạn có thể linh hoạt với loại bài tập mà bạn chọn, có vẻ như tập thể dục nhịp điệu một mình hoặc tập thể dục nhịp điệu kết hợp với rèn luyện sức đề kháng đều có thể giúp chất lượng giấc ngủ như nhau. Hoạt động thể chất thường xuyên, bất kể là aerobic hay kết hợp giữa aerobic và rèn luyện sức đề kháng, có thể giúp bạn ngủ ngon hơn và cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn trong ngày. 9. Nó có thể giảm đau. Đau mãn tính có thể làm suy nhược, nhưng tập thể dục thực sự có thể giúp giảm đau. Trên thực tế, trong nhiều năm, khuyến nghị điều trị đau mãn tính là nghỉ ngơi và không hoạt động. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng tập thể dục giúp giảm đau mãn tính. Một đánh giá của một số nghiên cứu chỉ ra rằng tập thể dục giúp những người bị đau mãn tính giảm đau và cải thiện chất lượng cuộc sống của họ. Một số nghiên cứu cho thấy rằng tập thể dục có thể giúp kiểm soát cơn đau liên quan đến các tình trạng sức khỏe khác nhau, bao gồm đau thắt lưng mãn tính, đau cơ sơ hóa và rối loạn vai mô mềm mãn tính. Ngoài ra, hoạt động thể chất cũng có thể nâng cao khả năng chịu đau và giảm cảm giác đau. Tập thể dục có tác dụng thuận lợi đối với cơn đau liên quan đến các tình trạng khác nhau, nó cũng có thể tăng khả năng chịu đau. 10. Nó có thể thúc đẩy một cuộc sống tình dục tốt hơn. Tập thể dục đã được chứng minh là thúc đẩy ham muốn tình dục. Tập thể dục thường xuyên có thể tăng cường hệ thống tim mạch, cải thiện lưu thông máu, săn chắc cơ bắp và tăng cường sự dẻo dai. Tất cả đều có thể cải thiện đời sống tình dục của bạn. Hoạt động thể chất có thể cải thiện hiệu suất tình dục và khoái cảm tình dục, cũng như tăng tần suất hoạt động tình dục. Một nhóm phụ nữ ở độ tuổi 40 quan sát thấy rằng họ đạt cực khoái thường xuyên hơn khi họ kết hợp các bài tập thể dục vất vả hơn, chẳng hạn như chạy nước rút, chạy khởi động và tập tạ vào lối sống của họ. Ngoài ra, trong một nhóm gồm 178 người đàn ông khỏe mạnh, những người đàn ông cho biết số giờ tập thể dục nhiều hơn mỗi tuần có điểm chức năng tình dục cao hơn. Một nghiên cứu cho thấy thói quen đơn giản là đi bộ 6 phút quanh nhà đã giúp 41 người đàn ông giảm các triệu chứng rối loạn cương dương tới 71%.
Một nghiên cứu khác được thực hiện trên 78 người đàn ông ít vận động cho thấy 60 phút đi bộ mỗi ngày, trung bình 3 ngày rưỡi mỗi tuần đã cải thiện hành vi tình dục của họ như thế nào, bao gồm tần suất hoạt động đầy đủ và sự hài lòng. Hơn nữa, một nghiên cứu đã chứng minh rằng phụ nữ bị hội chứng buồng trứng đa nang có thể giảm ham muốn tình dục, tăng ham muốn tình dục của họ bằng cách rèn luyện sức đề kháng thường xuyên trong 16 tuần. Tập thể dục có thể giúp cải thiện ham muốn tình dục chức năng và hiệu suất ở nam giới và phụ nữ. Nó cũng có thể giúp giảm nguy cơ rối loạn cương dương ở nam giới. Tập thể dục mang lại những lợi ích đáng kinh ngạc, có thể cải thiện gần như mọi khía cạnh sức khỏe của bạn từ trong ra ngoài. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể làm tăng sản xuất hormone khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn và giúp bạn ngủ ngon hơn. Nó cũng có thể cải thiện vẻ ngoài làn da của bạn, giúp bạn giảm cân và không bị rạn da, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính và cải thiện đời sống tình dục của bạn. Cho dù bạn tập một môn thể thao cụ thể hay theo hướng dẫn 150 phút hoạt động mỗi tuần, bạn chắc chắn sẽ cải thiện sức khỏe của mình theo nhiều cách. Trên đây là 10 lợi ích tuyệt vời của việc tập thể dục. Bạn hãy lựa chọn cho mình những bài tập phù hợp với thể chất và kiên trì luyện tập nhé. Chắc chắn bạn sẽ nhận được lợi ích rất lớn từ sức khỏe lẫn tinh thần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.